Chào mọi người nha, bây giờ bắt đầu chuẩn bị lên phà để qua cái cồn nha cả nhà. Qua cồn xong rồi bắt đầu ở villa nha cả nhà. Rồi giờ mọi người lên xe nha. Có cái quay nè mọi người ơi. Rồi chứ Dũng nha. Rồi đó. Ai đưa tôi qua đó. Ai hỡi đó ơi. Xuống lại anh Dậu kêu ai ghét ơi, phụng heo chứ Dũng, phụ heo chứ Dũng. Đứng đỡ mềm em đó. Đó nguyên con heo quay nha cả nhà. Đó miền Tây sông nước nha cả nhà. Đó. Rồi. Nhóm lão làng không à. Xuống vị trí vô vị trí đi cả nhà ơi. Còn phải đánh nhét rồi. Rồi chứ cái sợ không? Đeo phao vô chứ. Mặc phao đi mau, phao để dưới này nè, mặc vô. Nguy hiểm đó. Thì Sơn mặc phao gì chứ thì Sơn. Đó, để an toàn cho gì trước nha, chứ phải mặc phao nha cả nhà. Trời ơi, cái phao mà mấy cái tiền đồ quá trời luôn, chén gì đâu. Đó, nhìn gì trước giống lão Phật gia nha. Vô ngồi đây. Đó, giờ ai cũng lên nha, còn cà sới nữa, cuối cùng nha. Ở đây cũng có khách du lịch qua đây nha cả nhà. Khách du lịch thì đi cầu kia. Còn đây là cầu của đây bên villa nha cả nhà. Ủa cái này là villa Mê Công đúng không anh? Ghê. Đó, đây là con heo quay của chế Dũng nha. Đó. Đó đầy đủ rồi, dân võ bá quan nha cả nhà. Đó sông nước nha. Bây giờ miền Tây nha. Đó mát lắm nha cả nhà. Trời ơi, chạy hết ra hết số mất rồi ơi. Tao quay sông nước đi quậy đi quậy. Đó. Dậu biết bơi mà. Nước điện thoại thôi chứ bơi bình thường. Đó là xà lan rồi. Nè coi xà lan rồi tao. Xà lan. Đó miền Tây sông nước nha, lần đầu tiên nhóm đi miền Tây nha cả nhà. Là chơi ăn chơi du lịch ở miền Tây luôn. Ủa mình ở đâu anh hướng mình? Đó quẹo cua. Ý là trong cái dịch vụ á, cái đó họ anh cứng hết luôn. Ờ dịch vụ đó bao nhiêu? Ngủ luôn. Chết quậy.
đầy quá trời luôn nha cả nhà. Ở miền Tây sông nước nha, đi trên sông nha cả nhà, quá đẹp luôn. Lớp nhạc đúng không hả? Ở đây không có nhạc gì ơi chứ ơi. Trời nó khỏi bài cái nắp luôn. Cái gì chứ? Cái này chơi lớn luôn hả? Về miền Tây mướn villa ở ở Vũng Tàu, Phan Thiết đồ, chán rồi. Giờ mình phải đi ra đảo, mình đảo còn ha. Ở dưới mặt là có cây cầu đang xây. Ở vậy chắc. Ở đây là phần cuối kìa mọi người ơi. Chúc tặng lại nha cả nhà. Đó chứ. Để nó vào. Đó mát quá là. Cảm ơn nha. À, mình làm tấm hình kỷ niệm nhóm đi. Rồi. Có cái đồ cây cầu đang xây nha cả nhà. Ủa sông này sông gì anh? Sông Tiền, đó đây là sông Tiền nha cả nhà. Thì nó bự lắm. Nó tối liền các tỉnh luôn á. Thấy thấy An Giang luôn. Cái kia là cầu kéo ra cây cổ. Đó nó bảo là cầu kéo cây cổ. Ủa này đang xây cầu không anh? Đúng rồi. Cái con cầu nằm mấy con cầu rồi. Mấy con cầu này nó không có di chuyển được. Nó phải có cầu kéo lại kéo lên mới được. Tới nha cả nhà, trước mặt nha cả nhà ơi, trước mặt là tới nha. Ở đây đúng không anh? Đó, trước mặt nha cả nhà. Đó. Đúng rồi. Có hồ bơi luôn nha cả nhà. Trời đẹp quá. Đây sông nước. Lần này là ở trên sông Tiền luôn nha cả nhà. Quá trời cây cối luôn nha cả nhà, rất là mát mẻ luôn nha, nơi nghỉ dưỡng lý tưởng nha cả nhà. Cái gì mất hẹ hả? Làm đây luôn đi gì chứ ơi. Đó. Đó cởi nha cả nhà ơi, vui vẻ hoan hỷ nha. Đó. Đi chứ nói vợ mày mày không lo. Đó, đây là mấy chị ở miền Tây nha cả nhà. Đó gì chứ đi rồi chứ ơi. Trời ơi, xe lên thuyền lên rồi. Rồi. Rồi cứ coi coi. Bỏ gỏi đồ đây đi. Từ từ chỉnh nó chất nha. Ẩm bà chất lên nè. Anh tấn lên đi, đây, lên. Đây. Đi chất nè, đó, đi chất ưu ái chất nha. Ê! Không đi xuống được mà, cứ cừ. Nhẹ thôi, bước lên đây, tao bận hết rồi. Rồi đi vô trước đi, chứ đi vô cừ cừ trước đi, đừng đứng ngoài đây nó rung rinh quá. Rồi vô trong vô phòng nào á? Nói chung phòng ở đây mướn á. Bây giờ mọi người vô nha cả nhà. Đó đây là anh phục vụ ở lại Tân Kinh nguyên con heo quay vô cả nhà. Ôi mát mẻ lắm nha cả nhà ơi. Đó. Miền Tây sông nước nha. Đó có dịch vụ massage, spa đồ đầy nọ luôn á. Giờ vàng hồ bơi 4 giờ cái 6 giờ. Mê công. Login.
Đó, đây là cái bản đồ chi tiết trong cái khu vực của villa nha cả nhà. Resort villa. Ơi. Đại diện vô Đây 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 anh nè. Anh có Nguyễn giờ đại diện vô phòng nha cả nhà. Trời ơi, trước giờ mắc ị nó trời. Hỏi giờ anh có Nguyễn anh thôi đúng không? Em muốn nha. Ai không có thì ghi giùm em thông tin họ tên thì có em xin. Rồi, đưa đây anh ghi cho. Tối giờ chút tất cả mọi người có giấy khai sinh đưa ra hết. Chết chưa đâu ai đâu. Giấy khai sinh, ai có giấy khai sinh đưa ra. Thì cứ ghi cho em cũng được. Một người được rồi. Bây giờ lại sao vậy? Em phải ghi hết để em nhập lên dữ liệu hả? Nhập. Không có chứng minh thì ghi tên phải không? Ghi tên được không? Tên với ngày tháng năm sinh của em. Ghi tên. Mấy này phải ghi, anh ghi ngày tháng năm sinh giùm em thôi. Ghi chỗ này nè, với hôm nay em thì ghi ngày tháng năm sinh. Em ghi giùm luôn đi cho lẹ của anh đọc. Em tính chữ tính và tính đẹp thì cho Thanh Dũng. Võ gì? Võ Thành Dũng, 1977. Võ thôi. Rồi bà có 83 bà tính. Đây Lưu Quốc Toàn. 1977. Lưu Quốc Toàn 1992. Dũng má ơi mấy người dân Dung. Lưu Quốc Toàn. Còn anh Cứu Nguyễn đang ảnh đang cập nhật thông tin nha. Đọc đọc tên cho má. Đọc tên đi. Con là Lại Quỳnh. 19 mấy? 1989. Đó, bây giờ mọi người đang cập nhật thông tin bên resort nha cả nhà. Ngồi chức ngồi đây nha, còn hiệu quay ngồi đây nha cả nhà. Vậy có chứng minh không? Ủa nước này của mình á. Nước gì? Nước lọc này chứ. Trời ơi. Hả? Trời. Chanh xả. Thôi gì đang muốn mắc đĩa nè. Đó đây nguyên con heo quen Cứng Nguyễn đặt bên chế Dũng nha. Heo này heo mọi hả chế Dũng? Heo rừng hả? Dạ dày. Dạ dày nha. Ồ nó giòn lắm nha. Cứ ngắt ra luôn. Còn nóng luôn nha. Ôi. 3 triệu Mỹ đã 3 triệu 3 bớt 500 đó má. Sao chứ? Bớt sao? Giống như ma cà dập vậy đó. Của mấy cái gì nó muốn vậy nè. Quên đi ỉa. Cái gì vậy? Có nhiều đó rồi, chứ có nhiều đó rồi. Có nhiều đó làm hoài, sao tới sao luôn. Kẹ, vệ sinh kia kìa Quỳnh. Đã đâu? Để giấc ngàn, 2 ngàn gì kìa. Chắc được rồi, đã đâu, chơi tay chơi. Rồi, giờ chức đi toilet nha cả nhà. Giấc đi đâu thì chết. Vô quay nha. Bây giờ giờ sẽ quay cảnh giúp đĩa cho mọi người coi nha. Đi. Tay hết à. Vô quay, quay, ghi cảnh giúp đĩa, quay chim luôn nha. Vô. Vô bà con ơi, đi. Rồi, vô. Trời ơi. Đi vô toilet mình luôn. Đây đi luôn em. Không khỏi khỏi văn mùng đi. Khỏi khỏi. Gin 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 cậu heo vô. Cậu em vô kìa trời xanh đi. Hỏi con dao nha em, con dao nha, dao nha. Giờ em chảy máu, con anh đau lòng lắm đem nó chưa. Đó rồi, ai nấy cầm đi rồi đấy. Đó giờ bắt vô những phòng nữa cả nhà. Ông của em, của con gì không? Đó giờ bắt vô những phòng nha cả nhà. Đó, sông nước rất là mát luôn nha cả nhà. Thì mát luôn đó, mọi người nhìn đi, mình biết cho không sẽ. Bây giờ bắt đầu nhìn bên cái trái là còn là sông nước hữu tình. Họ còn đằng trước là đang đi vô cái chỗ hôm xây mình ở nha cả nhà. Đó có hồ bơi. Có hồ bơi rồi ơi. Rồi nha.
Ồ, đã lắm nha, trời ơi. Có bài cổ cầm hơi luôn là quý vị tối luôn rồi mọi người. Ồ, nắm sông luôn. Ồ, bơi đã lắm, biết sâu không ta? À, cái cạn hồ kia làm thấy không? Bên kia hồ, hồ em bé, cái này em bé lớn tuổi. Giờ bắt đầu vô chỗ chỗ phòng nha. Chỉ có miền Tây mới có nha mọi người, Sài Gòn có khu này nha mọi người. Tình hình cập nhật khoa, khoa đã đến Châu Đốc An Giang nha cả nhà. Dạ, bữa đó khoa chắc ăn tiếng từ An Giang, Châu Đốc An Giang mà đi lên. Về Sài Gòn à? Có thể là thằng ngày mai mốt là khoa sẽ ghé cái bè Tiền Giang nha mọi người. Bây giờ sẽ đóng tiếp khoa luôn nha. Mai mốt là trễ rồi, mai là mình trả phòng rồi. Thì nói vậy thôi, nói cho có lệ đi. Đó, bây giờ vô dịch phòng nha. Đó, trước mặt nha cả nhà. Ờ, mát rồi. Trong quan cái gì xưng? Đó, sông nước hữu tình nha cả nhà. Đó, trong đây cây cỏ rất là nhiều luôn. Anh Tuấn Nguyễn thôi. Nguyên căn đúng không anh? Không, cái này là chỉ có được 2 phòng thôi. Một nguyên một cụm của mình đã bản luôn á. Mỗi một lóc, mỗi một lóc của mình là 2 phòng. Chắc dòng xung quanh luôn á anh? Ờ, dòng xung quanh mình luôn. Rồi, giờ bắt cặp ngủ đi cái gì? Ờ, tôi bắt cặp ngủ đi. Rồi mở ra. Em lắc kêu đi giùm anh được không? Kêu đi được. Tự cô anh thêm nha. Nha. Được. Rồi hai. Đây là uống nước kia sâu sâu đi. Dưới đây nó hồi tối kia với anh xỉn là hồi tối lắm á. Thôi đồ bình thường cha. Ờ cho dứt ở đây đi. Rồi đây nhà cứ một phòng vậy là 3 người. Rồi cứ chia ai muốn chia ở đâu. À, cho anh ra đành với cho anh giúp anh ra phòng đặc biệt của anh bên đây. Rồi ok. Ừ. Em chế Dũng tài xế anh Dậu ngủ đâu nè. Thì đó thì đây nè, còn không em qua bên đây anh Vinh chú nhiều anh với chú nhiều với giờ đâu Sơn với Quỳnh ngủ một phòng không ba Vinh hả ba ba năm đi Dậu Toàn với Tài ngủ ngủ đâu đâu ngủ phòng này phòng ba mà rồi Quỳnh ở đây đi Quỳnh ở rồi mình qua bển kia rồi qua đây không được heo để đâu mà Tấn heo để đó đi heo để đó đi anh ngày xét cho bánh cho anh luôn không không để đây đi không phải ngày xét cho Tấn chứ anh đang thảo để đây đi xét cho anh đi tài xế mình qua đây tài xế ngủ gì Tấn á ừ để Dũng nghe Dũng ơi đi đi đó tài xế là mồi ngon của anh Tuấn Nguyễn nghe tối nay đi chơi Dũng ha đó tài xế chuẩn bị cầm xin bắt wifi chưa tài xế qua đây anh là bạn anh đây cái đó là của anh Diêm còn mình qua đây. Ủa đây bắt wifi là gì em? Ủa chút nữa đi mua bia ngoài đi số phòng em không mua bia ngoài đi bằng gì cả? Một là anh thuê xe ôm, hai là anh chạy xe đạp đi luôn cũng được. Trời ơi. Anh cứ Nguyễn ngủ bên đó, cà sới vô đây nè cà sới. Chưa có giường nhỏ không nguyên lớn ơi. Gì? Ngủ giường nhỏ, ngủ giường lớn đi. Chơi. Mình cho nó máy đi học. Dạ. Tưởng nhỏ.